theo Cường thì trống là một linh hồn của ban nhạc. Nếu mà nói về chiếm bao nhiêu phần trăm về vai trò thì hầu như là 100%, vì những nhạc cụ khác là phải theo cái nhịp của trống. Này, cái việc chơi trống có dễ hay không thì không dễ, tại vì những ngày đầu tiên mình đứng lên cái trống thì mình phải biết được cách cầm dùi như thế nào, và mình phải chia tay hai tay khác nhau, thậm chí là hai chân khác nhau, thì cái việc đó rất là khó với những cái người mà mới nhập môn, rất là khó. Chuyện học trống mà bao lâu sẽ đánh được thì cái đó tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Ví dụ người đó có chút xíu năng khiếu hoặc là họ có thể chia não được thì sẽ tiến bộ rất là nhanh. Thì có những người mà chỉ là mình thấy mình thích cái đó thôi, nhưng mà nhiều lúc mình thật sự là mình không làm được cái chuyện đó, thì tụi mình học 1 năm, 2 năm nữa mình cũng không đánh được. Mình nghĩ đánh trống không phải cái thời gian mà mất bao lâu để đánh được một bài, nó không có quan trọng là mình thời gian mình bỏ ra một ngày bao nhiêu để mình tập cho nó và mình trao dồi kiến thức, và mình đặt ra mục tiêu mình phải hoàn thành cái việc mình tập một cái bài tập đó cho nó thật tốt bài tập đó, chứ mình không nghĩ là tập ngắn hay dài quan trọng. Tinh thần nói chung là mình phải thoải mái, tại vì những cái thời gian đầu của học trống nó rất là khó khăn cho những cái người mà chưa biết gì hết, nhịp phách rồi cách đánh rồi tay quấn như thế nào, chân đập như thế nào, rất là khó. Quan trọng nhất là phải tìm một người thầy, và cái thứ hai là phải đầu tư cho môi trường học tập của mình, ví dụ như không gian rồi thiết bị tập của mình, và cái quan trọng nhất là phải bỏ thời gian dành cho nó. Thời buổi này học trống, điều kiện học trống rất là dễ, như là ở các trung tâm hoặc là mình đến trường học, và cũng có những hình thức học online nữa. Các bạn đi học thì thầy chỉ dạy tầm nửa tiếng đến một tiếng, còn lại là mình thực hành đó. Quan trọng là mình có muốn hay không, chứ ví dụ mình có muốn thì mình quyết tâm mình học thì phương tiện nào mình cũng sẽ học được. Mình có thể học qua YouTube hoặc là gửi mail cho những người nào mà mình thấy là mình thích cái cách chơi của họ. Nói chung là trường lớp cũng được, qua mạng cũng được. Nói chung là quan trọng là nhất là bản thân mình có chịu học hay không. Cái khó khăn của mình là bây giờ trống thì rất nhiều nhưng mà band thì ít lắm, môi trường đánh band thì ít lắm. Với lại khi mà đi diễn, điều kiện như trống nó cũng không như ý mình á, lên cũng một số ít hạn chế về cái việc khả năng biểu diễn của mình, với lại về vấn đề âm thanh cho một cái quán nó không đủ đáp ứng nữa, là có nhiều khó khăn. Mình nên có một cái band, hoặc là mình lựa những cái bài nào mà mình thích mình đánh theo, thì mình nghĩ là sẽ mau tiến bộ hơn là mình tập những cái technique nó rất là khó hay là mình không thể đánh được. Quan trọng nhất là ví dụ như bài hát nó đơn giản nhưng mà mình đánh được, nó truyền cảm hứng cho người ta thì ok.